rõ ở trên biển, chưa nhận biết được chuyện gì đang diễn ra đâu. Ồ, vâng, chạy à. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thử thách là 11 bình xương. Như các bạn đã biết thì Supercell đã có bản cập nhật thay đổi cân bằng vào chiều tối ngày hôm qua. Thì trong này chúng ta biết được là cái Skeleton ở cấp độ 7 nó đã tăng từ 16 lên tới 17 xương. Rồi là đại quản giáo bây giờ nó thông minh hơn, nó ít theo con rồng với cả là PK. Rồi là bên cạnh đó thì Inferno có nam sát thương mỗi giây giảm 100. Rồi là siêu công thành binh nó giảm từ 2 ô xuống còn 16 ô. Vậy thì trong video này mình sẽ thử thách chơi full cái bình xương này. Chơi full cái bình xương này luôn để xem cái hiệu quả của đám xương 11 bình xương này nó gây tác dụng ảnh hưởng như thế nào tới những công trình ở trong nhà chính cấp độ 12, 13. 13 là chủ yếu. Đây, thì các bạn có thể thấy là skeleton cao bây giờ nó đã lên 17 rồi các bạn nhé. Bình thường thì một quả xương này nó ăn được queen 70 luôn. Thì có một số anh em đã chia sẻ bay rồi thì mình sẽ xúc. Đầu tiên là sẽ xử lý cái mẫu bay có chữ Akari này của mình đây các bạn nha. Ok, tấn công. Nếu các bạn thấy thích video này của mình hãy để lại mình nút like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nha. Còn bây giờ, let's go. Mình lại để Inferno nhiều tia mất rồi. Ok, nó không sao cả. Đã. Mình sẽ thử nha. King Queen mắc cấp độ các bạn nha. Một này. Chơi không bạn này. Này. Queen 70 này. Đang có kinh ở đây các bạn nha. Anh em nhớ là đang có kinh nha. Đẻ 17 con này. Chơi ra một góc thì chắc gì đã chơi được. 10 con một lúc này, 10 con một lúc nha. Này, ôi dồi ôi, Queen 70 bó chiếu. Vâng, King 70 quá khỏe so với quy định. Rồi, bây giờ bạn tính thế nào bạn ơi? Chờ tí nha, chờ tí ra đây mình đập quả cuồng nộ hơn. Ui, giá thổi cái là nó mất giáp anh em ạ. Một hit là mất giáp, rồi sau nó biến thành siêu bình thường nha. Căng đấy. Ok. Rồi đi về. Đi về cái đã. Rồi xong một phát nha. Bây giờ mình sẽ thử lại lên quả nhà chính này xem như thế nào. Mình thả cùng một lúc luôn nha. Đây anh em theo dõi nha. Vâng, khu vực nhà chính này, ui nó đông tỷ con luôn. Và như vậy nó ào ra, nó tiêu diệt chết rồi champion các bạn này. Nó tiêu diệt chết rồi champion. Để mình thử. Vâng, quả đấy mà mình đập thêm cuồng nộ nữa thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Tức là nó tiêu diệt cái máy bắn đá trước, rồi sau đấy nó mới đánh. Rồi, để mình thử lại phát nữa nhá. Đây, làm luôn này. Về để mình đập luôn cuồng nộ ngay từ đầu xem như nào các bạn nhá. Bụp. Bây giờ này. Royal Champion đừng có mà liều mình nhé bạn nhá. Đây này. Bụp. 1, 2, 3, 4, 5. Một cái nữa. Uầy, nó có cuồng nộ nó xiên vào khu vực nhà chính kìa các bạn kìa. Vâng, Royal Champion chưa nhận biết được chuyện gì đang diễn ra đâu. Vâng, chạy à. Vâng, như vậy là một pha chạy xô. Càng đét luôn. Như vậy là con Royal Champion nó xử được. Vậy thì để nó cách ra, mình sẽ phải cách ra nó một tí xíu nữa nha. Bây giờ lại. Mình sẽ phải cách ra. Mình sẽ phải tấn công để cho nó rìa ngoài đây các bạn nha. Đây, ok. Bây giờ mình sẽ thả cuồng nộ ở ngoài này. Đó, và thả xương ở ngoài này luôn. Đây này anh em này. À nhưng mà như này thì máy bắn đá nó lại diệt được. Như vậy là 11 bình xương với cả là cuồng nộ thì không ăn được khu vực nhà chính.
ăn cái hang rồng, và như vậy là chúng ta phải thả hang rồng sớm hơn đúng không? Rồng. Vâng, đập thêm cuồng nộ cái nào. Yeah. Trong nữa thì mình sẽ thử là thả thật sớm, thả thật sớm và đập thêm cuồng nộ, vâng, thả hết spell xem là như thế nào nha. Ok, đi về chuẩn bị lại đồ đạc xem nào. À, căng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử đập rồng mà không ra khỏi hang xem như thế nào nha. Rồi, mình chơi 4 phát luôn. Thôi chơi hết luôn đi. Rồi. Để xem nào. À, và như vậy là rồng nó sẽ ra các bạn ạ. Đánh được nửa máu cái hang rồng là rồng nó sẽ ra, chứ không phải là bất kể là như nào đâu. À, căng quá nhỉ. Căng quá, mình nhớ là đâu đây có bom bẫy. Ui dồi ôi, thế quanh đây cũng có đúng không? Ok. Gồng hết phát luôn, để Royal Champion sẽ bắn rồng xem nào. Cho kinh bên này, ui dồi bom. Quên mất Inferno 1 tiên nó đốt. Phóng lao. Vâng, còn Queen. Queen đâu? Ăn chết hang rồng. Ủa? Mình chưa phá hang rồng à? Ủa, có phải không vậy? Hình như nó hiện là mình vừa mới giành được một cái gì đó đúng không các bạn? Ủa? Chả lẽ mình lại chưa đánh hang rồng ở cái ạc này sao? Ố kìa. Ô và như vậy là mình đã phá luôn được hang rồng ở trong video này à? Hớ. Ô hay thế nhỉ. Ô, mình không nghĩ là mình đã đánh hang rồng rồi đâu. Tôi coi như là động lực làm video vậy. Ô và như vậy là 11 bình xương tiêu diệt được hang rồng kìa. Ôi, phần thưởng này 2,5 triệu, 1,7 triệu. Đúng rồi này. Lơ ngơ là được 20 gem. Đùa chứ. Ngon. Được con nó đấy các bạn ạ. Vâng, ok. Vâng, cảm ơn Bình Sương đã tạo cho mình quả video ngày hôm nay nhá. Vâng, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trong những video tới của mình. Để xem có thử thách nào nữa thì các bạn cứ để lại ý kiến ở phần mô tả video để mình làm theo ý kiến đấy nhá. Mình đi đây, bye bye.